chiều ngày 19 tháng 7, công an huyện Thoại Sơn An Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1995 trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn An Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an thị trấn Phú Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Quang Vinh cùng 5 đối tượng nghiện khác có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ. Tang vật thu giữ gồm một hộp giấy, một bọc đi lông bên trong có chứa ma túy đá có trọng lượng trên 2,6 gram vinh khai nhận mua ở thành phố long xuyên đem về thị trấn phú hòa bán cho các con nghiện kiếm lời thì bị bắt giữ sau đó vinh cùng tăng vật được bàn giao cho công an huyện thoại sơn còn năm đối tượng nghiện được đưa đi trung tâm cai nghiện